chào mừng cô bác đến văn phòng Sơn. Nay mình làm những công trình phụ để chuẩn bị đám hỏi với cháu mình. Tới hỏi đây gần có mấy anh thợ, rồi mỗi thợ đi bớt việc đi cho phép làm lại hai anh thợ có anh đang làm từ sáng đến khuya xong rồi làm lâu quá chiến này cái sụt lương quá, chiến này sụt lương mấy anh thợ này xuống mà được lâu quá. Cô bác đây họ còn nhỏ, có cha có mẹ lớn lên là báo đài. Nó con cha mẹ lớn lên báo đời không báo đời